Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe TV. Thưa các bạn, bệnh ung thư đang là một loại bệnh nan y bùng phát trong những năm gần đây. Một trong những lý do gần đây bùng phát bệnh ung thư là do chế độ ăn uống chưa hợp lý. Theo các chuyên gia, ăn uống hợp lý có thể làm giảm 35% ca tử vong do bệnh ung thư. Có thể bạn chưa biết, hành tây, khoai lang, cà rốt có khả năng phòng ngừa bệnh tật, đặc biệt là ung thư. Vậy vì sao có khả năng phòng bệnh? Chúng ta cùng đi sâu vào thành phần dinh dưỡng của chúng để hiểu rõ hơn nhé. 1. Hành tây. Chứa pescalin là hoạt chất tự nhiên chống ung thư. Nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên ăn loại củ này, tỷ lệ bị ung thư dạ dày thấp hơn 25% so với nhóm ăn ít hoặc hoàn toàn không ăn. 2. Ớt. Chất capsaicin trong ớt giúp tăng cường sức khỏe tim mạch bằng cách cải thiện khả năng hòa tan máu đông, chống viêm nhiễm. Chất này còn làm chậm sự phát triển, thậm chí giết chết tế bào ung thư mà không gây tổn hại cho các tế bào xung quanh. 3. Măng tây. Loại măng này có chứa hàm lượng vitamin, protein cao, có tác dụng nhất định với các bệnh ung thư da, ung thư bàng quang. Măng tây có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon miệng, bổ dưỡng và có lợi cho sức khỏe. 4. Cà rốt. Cà rốt chứa carotin, protein, lipid, glucid, nước, cellulo, các muối khoáng và vitamin, hỗ trợ điều trị ung thư vú, ung thư biểu mô. Cà rốt và các loại rau màu xanh, vàng cũng có tác dụng phòng ngừa ung thư. Theo các nghiên cứu, cà rốt sống chứa một lượng lớn các chất có khả năng chống lại bệnh ung thư đại tràng, trực tràng, vú. 5. Khoai lang. Trong số 20 loại rau củ có công dụng ức chế tế bào ung thư rõ rệt nhất, nghiên cứu cho thấy khoai lang xếp ở vị trí thứ nhất. Glycolipid trong khoai lang có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Ngoài ra, trong khoai lang có chứa một loại chất hoạt tính ức chế và giết chết tế bào ung thư. Hơn nữa, còn giúp phục hồi miễn dịch bị suy yếu, ngăn ngừa ung thư vú và ung thư ruột kết. 6. Các loại nấm. Một cuộc thí nghiệm của Nhật chứng minh rằng tỷ lệ chống ung thư của polysaccharides trong nấm lên đến 80-95%. Nhiều loại tế bào ung thư ác tính như bệnh máu trắng, ung thư thực quản, ung thư gan đều bị ức chế rõ rệt. Nấm kim châm có chứa một loại protein kích thích cơ chế chống ung thư tự nhiên của cơ thể đối với những bệnh nhân ung thư cổ tử cung. Nhờ đó, khiến người bệnh dựa vào khả năng miễn dịch của cơ thể để chống lại tế bào ung thư. 7. Bắp cải. Bắp cải chứa nhiều vitamin C, E và carotein. Tổng lượng vitamin của bắp cải cao gấp 3 lần so với cà chua, vậy nên bắp cải có công dụng chống oxy hóa và chống lão hóa rất mạnh. Ngoài ra, bắp cải có thể tiêu diệt các tế bào khác thường dẫn đến bệnh máu trắng trong cơ thể, giúp ngăn ngừa ung thư ruột. 8. Rong biển. Các loại rong biển đều có tác dụng chống ung thư nhất định. Trong rong biển có chứa protein, chất béo, khoáng chất và nhiều loại chất dinh dưỡng, cũng như những chất chống ung thư có tính chọn lọc như strontin và cadimi. 9. Súp lơ. Trong súp lơ có chứa nhiều glucoprafanin, gluconastorian, glucoracicin thuộc nhóm đường thải độc, có tác dụng thanh lọc chất độc cho cơ thể. Thường xuyên ăn súp lơ có thể phòng ngừa ung thư dạ dày, ung thư phổi và ung thư thực quản. 10. Cà chua. Cà chua chứa một lượng lớn licopene, một chất chống oxy hóa mạnh, được cho là một trong những tác nhân ngăn chặn tế bào ung thư, đồng thời chống lại sự hình thành các cục máu đông trong thành mạch, trung hòa free radical trong cơ thể, dự phòng ung thư dạ dày và các bệnh ung thư đường tiêu hóa. Ngoài ra, cà chua còn giúp phòng tránh ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt hiệu quả. 11. Tỏi. Tỏi có công dụng làm tăng khả năng miễn dịch của cơ thể và tiêu diệt các chất gây ung thư. Theo điều tra dịch tễ học, những người thường xuyên ăn tỏi sống có tỷ lệ mắc ung thư dạ dày thấp do tỏi có thể làm giảm hàm lượng đáng kể nitrit và sự tổng hợp của amoni nitrit trong dạ dày, từ đó giúp phòng tránh bệnh ung thư. Thay vì dùng thuốc tây, sao bạn không dùng thử những thực phẩm này hàng ngày để phòng bệnh? Đừng quên like và đăng ký kênh nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.